con là một cộng đồng mạng, một khán giả yêu thương tỉnh thất bồng lai hiền an bên bờ vũ trụ, và con luôn luôn trân quý tấm lòng Bồ Tát sống của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Ngày nay thiền an đã bị biến cố để cho ba thầy còn nguyên Nhất Nguyên Trùng Dương phải bị bắt. Đến ngày nay là sinh nhật của các bé, nhưng mà thầy nằm đây sức khỏe đã hao gầy, nước mắt thầy rơi, con nhìn rất là xót xa, con nhìn rất là đau lòng, nên con cũng không biết như thế nào, chỉ biết chia sẻ với thầy một bài thơ, mong rằng cũng là một động lực để làm cho thầy ông nội sẽ thấy vui. Và chúc thầy ông nội sống vui sống khỏe, và mong một ngày tai họa qua đi thì em sẽ hạnh phúc trở lại. Thương gửi đến vị thầy Bồ Tát sống Lê Tùng Vân, tỉnh thất bồng lai thiền an bên bờ vũ trụ. Lê Tùng Vân mãi định tình cha. Thầy ơi, thầy ơi, thầy xuất thân từ gia đình nho giáo, vì lòng tu thầy rời bỏ quê nhà, cũng giống như hoàn cảnh Phật Thích Ca, xa danh lợi để cứu nhân độ thế, đường thỉnh kinh bao trăm ngàn trắc trở, nạn kiếp nhiều thử thách kẻ xuất gia, chiến tranh còn gây bao cảnh xót xa, khiến con dân phải lầm than khốn khổ, những mảnh đời không còn nơi nương dựa, thầy từ bi cứu họ lập lại nuôi, bày trẻ thơ tâm Phật đã mồ côi, thầy yêu thương nhận làm cha các bé, vì tình thương vì lương tâm trách nhiệm, thầy chẳng màng quản ngại những khó khăn, gánh vác nuôi già trẻ đến vài trăm, bao nỗi khổ dồn lên thầy dòng dật, đường chân lý vẫn nhìn về với Phật, thầy dạy con chân thiện mỹ ở đời, thầy từ bi là Phật sống khắp nơi, gieo trái ngọt để cho đời thêm đẹp, các con nuôi thêm tài năng trí tuệ, vang lời ca khiến triệu trái tim phiêu, các bé thơ thi thách thức danh hài, hai lần đầu quán quân sao cưng quá, thiền am được hàng triệu người yêu mến, triệu lời thương và ủng hộ thiền am, ai có thương có giúp rất vui mừng, không kêu gọi không giả sư trục lợi, nào ngờ đâu cuộc đời như thử thách, có những người ganh ghét hại thiền an, một lũ súc sinh ác độc giả mát, chúng cương quyết hại thiền an tan nát, chúng dùng truyền thông nói lời xuyên tạc, là Lê Tùng Vân trục lợi giả sư, là loạn luân gia lấy cháu con mình, là hiếp dâm gái tâm thần ở trại, là tà đạo phải tiêu trừ xóa sổ, chúng âm mưu với kế hoạch đê hèn, chúng bỏ tiền suối dục chửi thầy Vân, rồi thuê bọn áo đen chờ lĩnh cướp. Vào một đêm thiền am đang yên ổn, bọn áo đen có cả mấy trăm tên, chúng hiện ra vây của khắp ngõ làng, rồi tấn công thiền am và lục xót. Chúng bắt các thầy cô đem đi nhốt, rồi cướp luôn tài sản của thiền am. Chúng ép thầy phải ký nhận tội oan, chúng hành hạ rồi giam luôn ba vị, khiến thiền am phải kinh hoàng hoảng trí, vừa thiếu ăn tiền bạc cũng không còn. Đêm từng đêm trong tiếng gió nỉ non, trời Phật ơi, ai gieo ra oán nghiệp, bọn áo đen của Phật nhân bất đức chờ đem về hướng chế khám nữ tu. Nhưng đừng tưởng đồng tiền là sức mạnh, sử dụng hại người rồi cũng yên đâu. Đừng nghĩ một tay chế cả bầu trời, vì sự thật sẽ mãi là sự thật. Kiện thiền am như bom nguyên tử nổ, hiếp người thế cô vi phạm nhân quyền, triệu trái tim tăng thiện cùng đứng lên, và không bỏ thiền am trong hoạn nạn,
từng món quà chiền tay nhau gửi đến để thiền am no ấm đạm yên lòng. Cùng chung tay với các vị luật sư đơn gửi đến cấp cao xin xem xét thiền am vô tội bị người mua hại. Mong các cấp cao luật pháp công tâm, đừng vì đồng tiền, đừng vì áo đen, hãy lôi kẻ chủ mưu ra trừng trị, để lòng dân luôn tin vào công lý, để làm gương cho quan chức thanh liêm, để muôn dân tránh được nỗi ưu phiền khi có được sự chở che pháp luật, nỗi oan thiền an bên bờ vũ trụ. Thầy ơi, hôm nay là ngày vui các bé, sao thầy nằm đây nước mắt cứ tuôn? Thầy ơi, sức khỏe nay đã hao mòn, thầy hãy gắng, thầy hãy gắng, thầy hãy gắng vui và giữ gìn sức khỏe. Phật sẽ thương thiền am qua hết nạn, rồi ba thầy sẽ được cứu trở về. Cảm ơn thầy đã bỏ cả thanh xuân để cứu mang những mảnh đời bất hạnh. Bồ Tát sống đê trùng vấn mãi đỉnh, kính chúc thầy vui khỏe sống thật lâu.